Xin chào cả nhà nha. Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay lại với kênh SBAT Tan Vlog nha. Thì hôm nay mình có gia nhập thêm được một thành viên mới nha cả nhà. Đây, đây là thành viên mới của mình. Đứng dậy, đứng dậy nha, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Khoan hôn rồi. Ơi, bữa nay mình ăn tôm lách xê đón thành viên mới nha các bạn. Tôm lách xê, nước đá, tôm sú nha các bạn. Đó, vậy là mình làm cái nước mắm là rồi mình gói mình ăn luôn đó các bạn. Nhưng mà con cái bỏ vỏ nha các bạn. Để lách xê đá từ sáng giờ này. Đó. Bây giờ giới thiệu cái nước mắm đi. Tôm này phải tôm tươi nha cả nhà. Tôm tươi nha. Tôm mới tôm tươi thôi chứ nó không có sống. Mới đổ vô. Nó chết rồi chứ nó không sống. Nó bún bạch rồi mình bỏ vô nước đá nha cả nhà. Để giới thiệu chén nước mắm kìa. Review chén nước mắm coi. Để ta thì đây là cái chén nước mắm thần thánh của mình nha các bạn. Nguyên liệu thì ớt, tỏi, bột ngọt, đường, muối với chanh nha cả nhà. Đó. Ghê. Rồi để cho anh mình review với chén nước mắm của anh mình nha. Chén nước mắm này, chén nước mắm cá kho nè. Chén nước mắm cá kho các bạn ơi. Từ đừng làm gói đó, không mình làm chậm chậm thôi cho mấy hai đầu bạn bên đó ngồi nhìn mình chập đi chứ đó, chứ ai đâu mà dành đâu một hơi biểu quýnh nó nói chứ mình cũng lọt tôm trước rồi chứ chúng ta chỉ review xong rồi mình cứ tới mình chứ thơm quá tươi nha cả nhà. Rau mà đặt hồi xưa rồi đó, để nguyên cả mùi vậy đó. Bây giờ là bóc luôn đó. Đó, cái gì chưa? Gói thì ghê luôn. Nói chung ra mình không được khéo tay nha bạn. Trời ơi. Thế thôi. Trời bá. Mời cả nhà nha. Mời anh em nha, review cái chén nước mắm cá kho mình. Có nguyên liệu là gì? Nguyên liệu là gì? Chanh nè, ớt nè, nước mắm nè, củ hành, đường, bột ngọt. Dạ quan trọng là nước mắm cá kho. Còn thiếu món rồi đó, thiếu rồi đó. Mời anh em nha, mời ở nhà nha. Chắc ngon á. Lẹ lẹ đi. Anh em ta đợi nha. Ngon rồi, quá ngon. Ngon quá. Ngon không? Giờ ngon tới quá. Giờ tới mình nha cả nhà. Kệ quá. Mình đi kéo nước vô. Mình đi không ăn bánh tráng ở nhà. Mình chơi xương xương nhẹ thôi. Miếng rau trống, miếng cải. Chơi xương xương là chơi sao vậy anh? chơi xương xương chơi gọn gọn thôi nè, miếng ngò nè. Là giờ tôi cũng chưa biết cái chủ chơi xương xương nữa nha. Miếng rau hôm. Dưa leo nữa chứ. Rau hôm. Quá trời nhiều rồi cả nhà ơi. Tôm nha cả nhà. Bóc luôn. Mình đang có một con à, ổng gói một cuốn bốn năm con quá trời mặn rồi. Hai con à. Đừng nói vậy buồn. Rồi. Làm thôi cả nhà. Ăn chứ làm vậy ổng. Ăn mà nó làm. Ờ. Ăn mà nó chơi xương xương. Rồi. Chơi xương xương là chơi sao? Không hiểu luôn đó. Tới mình cũng làm một cuốn cả nhà ơi, mình gói cũng gọn lắm nha. Ồ, đã đó. 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 Cái nước mắm này chưa có siêu to khổng lồ lắm. Cái hiệu nước mắm. Không có, nhưng mà cái bé nước mắm này cũng chưa có siêu to khổng lồ, nhưng mà nguyên liệu của nó thì cũng là rất đơn giản thôi. Muối, ớt đơn giản này kia thôi, nhưng mà hai chén nó xếp cả làm hai. Ấy gì mà yêu quá, như đàng hoàng á. Mình còn hiếu hiếu miếng nước mà. Nước mắm quá ngon. Chà đường gì bỏ đường ngọt dữ vậy. Quá ngon, quá cay luôn rồi. Chú cà. Cho ta không cay ta. Này tắm nữ. Ta ăn mấy chát luôn không? Không, cay. Ai, mình quá cay à.
uống mít trà đường nha mấy bạn ơi. Uống mít trà bạc ha. Dễ gì? Ra bỏ đây lạnh lạnh ăn nguyên một. Mấy gói cho cameramen cuốn đi chứ. Chừa cho cameramen sao đi. Ớt mày heo hả? Chấm mày à? Mời các bạn nha. Mời cameramen. Mời cameramen. Hoa mặn ớt. Từ từ nha, chảy nó giả kìa. Nút nhạc á chứ các bạn. Bỏ lên. Cài quá các bạn ơi. Cái gì lớn lớn lên nó mới nghe. Cài. Cài mà mặt cái gì nó cài quá các bạn ơi. Gì? Ớt dù cay nhưng vẫn ăn luôn cả vỏ hả? Ừ. Dạ xài dù ngọt nhưng mà sao ta? Tao nghe bà chị đâu lên làm thơ vậy đó, nhưng mà tao không có nhớ. Mình có mấy bà chị là chịch cái làm thơ dữ lắm luôn các bạn. Thấy gì chưa? Quá ngon các bạn. Càng ngày. Tuyệt vời luôn á. Càng ngày ăn càng tăng nha các bạn, nãy làm một gói là hai con thôi nha. Nhưng bây giờ một gói là ba con rồi đó. Thì phải rồi, mình làm càng ngày càng lên, nhưng mà mình làm càng ngày xuống các bạn, đúng không? Làm ăn mà. Thôi thì mình cũng lên thêm con nữa các bạn ơi. Chân trễ gì ta. Làm càng ngày càng lên chứ. Trễ. Calamen xích lại đây nè. Rồi chưa, uống nước rồi chưa. Lại nè, xích lại đây mình đút cho một miếng nha. Đấy, gói vô nè. Cắm nè. Mời cameraman nha. Đó, nè, cameraman ăn cái nè. Ríu. Làm cái ríu cái. Không, tuyệt vời chưa. Miếng nữa đi. Cài nha. Cài. Mà không dám phát biểu. Dễ gì ăn chứ không được mà. Đi làm cay hả? Không. Mình phải cho bún bún rồi vô được nè. Mình gói con này không biết mình tự tin là mình gói nó tròn được không nè. Thì là cái cú nhảy là cú thứ hai là hai con rồi, cú thứ ba là ba con. Ba con đúng rồi. Đây nè các bạn. Cuối cùng là mình cũng còn do thôi. Cái này mày cái này không được. Này không? Không, cái nhỏ. Nói lớn lớn chút kìa. Không, cái nhỏ các bạn. Ừ, thà làm nói cho nghe lớn lớn chút kìa, tự nhiên mình đính. Uống miếng trà đá cái này. Cay quá cay à. Trà đá mới hết cay được. Xúc cho sâu vô. Cái này ăn một dĩa, ủa một mâm tôm màu siêu to khổng lồ. Siêu cay luôn nha cả nhà. Mà tính ra tôm bắt xe này mình tôm sú này mình ăn nó giòn. Ngon hơn tôm trắng. Chắc chắc thôi. Không nhưng mà cỡ này là vừa luôn. Bự quá là bự quá ăn nó quặn miệng đó. Bự thì mình phải sắc ra. Nói chung ra ăn cái này vừa. Vừa với cái túi tiền mình luôn á. Nếu bự nữa. Không có tiền. Đâu tiền để ăn. Nói chung gì á. Sao vậy? Sao mà than thở vậy? Mời cho nghe nha. Wow, ngon hả? Nó lót miếng trà đường á. Mời cả nhà miếng trà đường ha. Nói chung ra thì cái kênh của anh em mình thì mới thành lập, nhưng mà có cái gì thì anh em mình làm cái đó đó cho bà con coi, nhưng bà con cũng nhớ mà ủng hộ cho kênh anh em của mình, một like một chia sẻ gì đó cho anh em mình có động lực mà để làm tiếp cho kênh. Mà nếu mà các bạn có muốn bình luận cái gì dưới thì anh em mình sẽ kiếm làm cho các bạn coi. Bữa có rồi, cá chặt lại nước dừa. Quá ngon cả nhà, tuyệt vời luôn.
Bây giờ nghỉ cuốn luôn nè. Nghỉ nha các bạn ơi. Cuốn lâu quá. Phải không? Cuốn lâu quá cả nhà. Người ta là thường thường đắng này, cái đầu người ta chiên bột á, rồi chơi bỏ luôn rồi. Nên mình chơi phí rồi. Quá phí. Để đầu chiên giòn. Đừng có nói trong nhà muốn làm gì làm. Nó tương lớn thì phải để nó ra trong hỏng của mình. Làm cũng ở đây. Cà quá uống miếng nước đó cả nhà. Vậy vẫn ngon cả nhà ơi. Mình ăn cơm trong rồi nè. Mình ăn rau vô nó cũng vô đó luôn à. Trộn trộn rồi. Nè. Nè kì biếu nè. Đầy quá. Cả nhà cái trái này trái gì không cả nhà? Chỗ của mình là kêu bằng trái nho Mỹ nha cả nhà. Trái nho Mỹ nha. Chỗ của bạn cái gì? Còn cái chỗ của tôi là cái này ta kêu là trái chùm ruột nha các bạn. Này là trái chùm ruột á. Tới chỗ của bạn cái gì? Chỗ mình kêu trái táo nha các bạn. Nói mình phải suy nghĩ lâu lắm á mới nhớ lại là trái táo. Còn chỗ các bạn sao thì nhớ bình luận bên dưới ra cái nhà. Tao cay quá. Cho thêm nước uống đi. Ăn thêm trà đường hả? Quá cay. Quá đã luôn á. Quá cay mới đã. Siêu cay các bạn ơi. Quá cay. Gì? Trời ơi. Trà đường cái bọn luôn các bạn. Cả một miếng trà đường một miếng. Một miếng. Mời bạn nha. Nó là ngửi. Quá cay. Tao uống này cho tao nguyên. Nó mà tính ra mình ăn cái này nó không có tanh, nó mà giòn nó ngon. Nó xe lắp cái chân. Nó giòn nó ngon. Đây mình lo cay, mình không thấy mùi tanh. Cảm ơn các bạn, uống miếng nước các bạn ơi. Lẹ đi bạn ơi, mình cũng sắp chai nữa bạn. Mình có là ăn hờn cũng ngon rồi. Hấp thành mấy cái kho hả? Tâm gì đây? Trà đường thì bọt nhiều dữ thằng. Mời cả nhà uống miếng trà đường với mình nha. Trà đá, trà đường hoài. Trà đá đường. Trà đá. Coi rồi. À, mà... Trà đá mà cái đường đâu? Không có đường chứ. À, mời cả nhà uống trà đá một quẻn nha cả nhà. Quá cay các bạn. Quá ngon cả nhà. Sức mồ hôi luôn rồi. Tâm làm chết vậy đó. Quá đã nè. Mùa dịch đó các bạn, mình đi tìm dữ lắm đó mới được nhiêu tôm đó các bạn. Chứ bình thường thì tôm này người ta không có bán, tôm lớn đâu, ta bán tôm bự không à. Cái này cũng vì lý do kỹ thuật mà xin lỗi các bạn nha, mình mới mua được tôm này. Năn nỉ người ta chứ lắm, người ta mới đặt mà bán đó. Năn nỉ lắm chứ bộ. Uống trà đường, trà đá cũng ăn vàng nữa. Cài quá. Cài quá. Cài quá. Uống trà đá ăn dai. Quá cài cả nhà ơi. Mình mới bẻ được hai trái dâu nha các bạn. Hai trái dâu xanh nè. Ngọt lắm. Quá cay à. Siêu cay. Siêu cay các bạn ơi. Ủa của ai? Quên. Quên.
ăn mà hít hà vậy mới ngon hay cả nha. Súc mồ hôi luôn á các bạn. Con súc như nào không? Nè, nó sôi quay vô đấy. Nãy giờ nó súc mồ hôi sởn chết luôn nè nè. Ý là gió vậy luôn á cả nha. Ây quá dạ. Ngon cả nhà ơi. Làm đây, tới mình. Làm cuốn. Cái nước này quá cay cả nhà. Cái gì mày tay ướt không nói được. Lấy bánh tráng cũng khó ăn nữa. Wow quá. Mỗi miếng tôm này nghe nha. Đậu thơm. Nãy giờ nó đi tập cái hôm nào vậy? Chưa, tự nhiên bánh ít ngồi ghi. Không đi hốt mấy sọ đi cũng. Mấy sọ có về. Ít vô hôm mà cả nhà. Trong này có gì ta? Tí tô. Ít tí tô mà cả nhà. Nó ngon cả nhà ơi. Ngồi dai luôn cả nhà. Cũng nhủi này cả nhà. Cũng nhủi. Có ngủi này nhiều lắm mà. Có. Ớt luôn này cả nhà. Hồi nãy giờ mình review mình ăn với rau sống cái này cái kia rồi không không cả nhà. Bây giờ thử mình review mình ăn không thử con tôm thì thử cái nó có sao nó có ngon hay không. Cảm giác như thế nào. Mình ăn thử cái nè. Cảm giác nó giòn giòn, nó dai dai. Nó ngọt. Quá ngon cả nhà. Mời cả nhà nha. Thơm gì vừa ăn này. Nói chung ra mình ăn không được mạnh gì mấy các bạn. Gói phải cầm tay cũng hai cái hết à. Tính ra xài miệng này cũng dữ. Cũng ít ít lên lờ đó. Cái này là ít 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 là ít 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 ít. Dù gói gì gì nó phải cho rộn nè. Mà anh em ra mời ở nhà nha. Mời cái nhà mình làm cho dâu thái nha cả nhà. Dâu thái nha. Chả đường này làm như nó có cái gì á. Hê quá. Chua quá à. Cái xin miếng bánh trà lượng. Mời cả nhà nha. Mình ăn miếng nho Mỹ nha cả nhà. Dùng miếng nho Mỹ nha. Nho Mỹ gì chua dữ vậy. Quá chua cả nhà ơi. Quá chua rồi. Bạn nhớ cái vậy? Cài quá cài. Quá trời cài cả nhà, ra nước mắt luôn cả nhà. Thôi giờ mình chào cả nhà cái đi. Chào cả nhà đi. Chào nhà nha. Hẹn cả nhà vào cái video tiếp theo nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong ngày mai để có video mới. Nếu cả nhà thấy hay thì bạn cho nhớ cho mình một cái đăng ký và một cái chia sẻ cả nhà. Bye. Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc và vui vẻ cả nhà.